Ngày 1 tháng 7, đồng chí Nguyễn Văn Dũng, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, Phó trưởng ban thường trực ban chỉ đạo các chương trình mục tiêu quốc gia tỉnh Hòa Bình đã chủ trì hội nghị bàn thảo nội dung công tác phối hợp tổ chức hội nghị tổng kết 10 năm chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới khu vực miền núi phía Bắc tại tỉnh Hòa Bình. Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành quyết định thành lập ban tổ chức và kế hoạch phối hợp tổ chức hội nghị tổng kết 10 năm chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới khu vực miền núi phía Bắc. Hội nghị này có sự tham gia của 14 tỉnh khu vực miền núi phía Bắc, 450 đại biểu đến từ Trung ương, các tỉnh miền núi phía Bắc, các tổ chức quốc tế. Hội nghị dự kiến diễn ra trong tháng 7, địa điểm tổ chức tại Cung văn hóa tỉnh Hòa Bình. Chương trình sẽ được đài phát thanh và truyền hình tỉnh Hòa Bình truyền hình trực tiếp. Cùng với nội dung chính là tổng kết thành tiệu sau 10 năm xây dựng nông thôn mới, hội nghị tổng kết sẽ tiến hành nhiều nội dung quan trọng khác như trưng bày quảng bá sản phẩm ô cốp tiêu biểu của 14 tỉnh khu vực miền núi phía Bắc tham quan thực địa một số mô hình xây dựng nông thôn mới tiêu biểu của tỉnh Hòa Bình. Kết luận hội nghị, đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đề nghị thành viên ban tổ chức hội nghị bám sát nội dung kế hoạch của Ủy ban nhân dân tỉnh, tổ chức thực hiện đúng nội dung chương trình, đảm bảo tốt công tác an ninh trật tự, an toàn, đề nghị các huyện thành phố được phân công tổ chức điểm tham quan thực địa, ra soát lại các khâu chuẩn bị, hoàn thiện phương án đón tiếp đại biểu với số lượng lớn đi tham quan các mô hình được hợp lý, đẩy mạnh công tác tuyên truyền quảng bá thành tựu sau 10 năm thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới của tỉnh hòa bình trên phương tiện thông tin đại chúng